Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành quyết định về việc hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong đó có bổ sung và điều chỉnh một số trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng và cẩn trọng trong tiêm chủng. Vâng, và trường hợp phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên sẽ thuộc nhóm cần thận trọng tiêm chủng, phải được khám sàng lọc kỹ. Phụ nữ mang thai dưới 13 tuần sẽ thuộc nhóm trì hoãn khi tiêm chủng. Vì thế, ngày 18 tháng 8, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai trên địa bàn thành phố. Trong đợt tiêm đầu tiên từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 8, bệnh viện triển khai 5 bàn tiêm để tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai từ tuần 13 trở lên, sống trên địa bàn thành phố, đăng ký tiêm ngừa tự nguyện. Loại vaccine được bệnh viện tiêm cho phụ nữ mang thai là Moderna do Sở Y tế Cần Thơ phân bổ. Các thai phụ sẽ được kiểm tra, nếu sức khỏe của người mẹ và thai nhi ổn thì bác sĩ sẽ tư vấn tiêm. Đối với theo dõi sau tiêm thì cũng giống như các đối tượng khác. Để tiết kiệm chi phí và giảm nguy cơ mắc COVID-19, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ cần kết hợp khám thai định kỳ với tiêm ngừa COVID-19, đồng thời sản phụ đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 tự nguyện sau khi cân nhắc lợi ích và nguy cơ để được sắp xếp mũi tiêm trong thời gian khám định kỳ. Quy định của Bộ Y tế còn lưu ý thêm, phụ nữ mang thai và đang cho con bú thì chống chỉ định với vaccine Sputnik V. Đối với phụ nữ mang thai 13 tuần thì giải thích lợi ích nguy cơ, ký cam kết nếu đồng ý tiêm và chuyển đến cơ sở có cấp cứu sản khoa để tiêm.